Rồi thì khi mà cái bài này á, nó có hai cái pha là pha begin, begin là bắt đầu, và pha final là pha kết thúc, bắt đầu kết thúc. Rồi thì bây giờ thầy sẽ nêu một trang mới, nêu một trang mới với cái kích thước bằng với lại cái file final này. Thì như kỳ trước thầy nói, chúng ta phải kiểm tra cái kích thước file đang có bằng cách là vô file, chọn là xin lỗi, vô menu image, chọn là image size. Menu image, chọn image size là kiểm tra kích thước của file đang có. Thì hiện tại kích thước của nó đang là cm 3,77 cm. Nói chung là kích thước nó tầm là 4 thôi, 3,7, tình trạng là 4 đi, 4 4 ha, và 225. Thì chúng ta phải ghi nhớ cái số này là 4 4 và 225, 4 cm nha. Rồi, như vậy chúng ta sau khi đã có thông số của nó rồi, chúng ta sẽ file new một trang mới. Vậy chúng ta chọn đơn vị là bằng cm. Chúng ta gõ số này là số 4. Số 4, và độ phân giải của nó là 225. Nhấn create. Tại sao phải nhập số giống như vậy? Tại vì chúng ta đang làm một bài tập mới cho nó giống cái đề mà. Còn nếu chúng ta tự làm thì file nào kích thước này chả được, đúng không? Còn cái này là chúng ta đang làm một cái file cho nó giống như cái đề luôn, cho nên là số liệu là phải giống nhau, 44 và 225, và nhấn create. Và nhớ lưu ý là lúc nào cũng phải kéo ra, lúc nào cũng kéo ra như bạn Phong ha, bạn Nguyên Phong á, kéo ra cho thầy nè. Rồi bây giờ kéo ra, chúng ta lăn chuột nó lớn lên. Thì cho dù có lăn lớn đi chăng nữa thì kích thước của nó vẫn là 44 và 225 thôi, không phải là phóng to là nó lớn đâu. Cái này chẳng qua là chúng ta nhìn gần và nhìn xa thôi, còn kích thước của nó thì vẫn như cũ ha. Rồi thì cái cách làm bài này nó tương tự như cái bài ghép đầu bếp mà bữa trước chúng ta đã làm đó. Thì bây giờ thế này, chúng ta thấy là ở đây là chúng ta có cái nước biển và bầu trời, thì chúng ta sẽ những cái chất liệu của nó, những cái chất liệu của nó là nó có sẵn bên đây này, chúng ta mang qua. Ví dụ muốn mang cái nước biển này qua, chúng ta dùng công cụ hình chữ nhật rectangular marker tool, công cụ vẽ hình chữ nhật, và tùy chọn là new selection. Rồi khi đó chúng ta mới vẽ bọc cái nước biển này. Rồi sau khi chọn xong rồi, nhấn Ctrl C. Ctrl C là copy, rồi qua bên đây nhấn Ctrl V thì sẽ dán cái nước biển này qua. Lưu ý làm xong nhớ kích công cụ Move để thoát lệnh và ghép cái biển này ở dưới đó. Và cái biển này nó chưa có fix vừa, nó còn thiếu nè, thì nhấn phím Ctrl T, nhấn phím Ctrl T rồi chúng ta kéo cho nó lớn lên đó, cho nó giãn ra, rồi sau đó Enter để thoát lệnh. Rồi như vậy ngoài cái nước biển ra thì chúng ta còn cái bầu trời. Đây là bầu trời, muốn chọn bầu trời phải tắt cái biển đi, kìm trên D tắt cái biển đi đã, rồi sau đó mới chọn cái bầu trời. Dùng công cụ tương tự như vậy, công cụ hình chữ nhật, bọc xung quanh hình chữ nhật này, bọc cho đúng nha, đừng có thiếu nha, đừng có dư nha, bọc đúng. Rồi cũng kìm trên C qua bên đây, kìm trên V dán cái bầu trời qua bên đây. Lưu ý sau khi mang qua xong, nhớ kích công cụ Move để thoát lệnh, phím tắt của nó là chữ V để thoát lệnh. Thì chúng ta sẽ có hai layer là layer 1 và layer 2. Ai cẩn thận có thể đổi tên cũng được, nhưng mà sau này không đổi cũng được, bởi vì chúng ta có công cụ Auto Select, có nghĩa là chọn cái nào thì layer đó được chọn luôn, cho nên là không có nhầm đâu. Chọn kích cái nào layer đó được kích chọn rồi, cho nên là không đổi cũng được. Và chúng ta kéo layer 2 xuống dưới layer 1, kéo layer 2 xuống dưới layer 1 để layer 1 nó đè layer 2, nó đè layer 2. Rồi nhấn Ctrl T, giãn dài ra, giãn ra cho nó rộng lên, chúng ta thấy cái bầu trời nó đẹp. Enter. Rồi, xin mời lớp mình làm cho thầy bước 1, đó là new một trang mới và ghép trời và biển vô cho thầy. Tới đây đi, xin như phần 1, thầy luôn.